thời của Đức Phật còn tại thế mà Ngài đã phiên du gia niệm Phật rồi. Thời Đức Phật còn tại thế như vua A Xà Thế là một người tạo tội, ngũ nghịch trọng tội. Vậy mà chỉ có cái pháp niệm Phật mới cứu được vua A Xà Thế đó quý vị. Chỉ có cái pháp niệm Phật mới cứu được ông đó. Ông sám hối bằng cách nào? Niệm Phật. Vua A Xà Thế giảng sanh thượng phẩm chung sanh. Và Thượng Tịnh Không Ngài nói rằng ngày xưa khi mà tôi nghe đến công đoạn này, tôi không dám tin nổi. Một con người tạo tội nghiệp ác như là vua A Xà Thế cùng với Đề Bà Đạt Đa mà gọi là phá hoại tăng đoàn, làm bao nhiêu việc, hại cha, nhốt cha cho cha chết, rồi nhốt mẹ vào lãnh cung, làm bao nhiêu sự việc tội lỗi như vậy mà làm sao giảng sanh thượng phẩm chúng sanh. Vậy đó mà vua A Xà Thế thành tâm sám hối niệm Phật, giảng sanh thượng phẩm chúng sanh đó quý vị. Nên chỉ có cái pháp môn tịnh độ này, dù là một người tạo tội cực ác, chỉ cần quay đầu niệm Phật là cái pháp môn niệm Phật này mới cứu được nè. Nên cái pháp môn niệm Phật này mười phương chư Phật tán thán và nói rằng là một cái đại pháp đại thù thắng mà cứu độ nhân sinh trong thời mạt pháp. Pháp môn thù thắng dữ lắm. Mà chính chúng ta mỗi một người mà gặp được pháp môn tịnh độ này, đặc biệt thí dụ như bây giờ những người ngồi trong đây thì có những người mang nghiệp phá thai đi. Có những người mang nghiệp phá thai 3-4 lần, 4-5 lần đó. Có những người mà những đức gặp họ, họ nói họ phá thai 7-8 lần luôn đó quý vị biết đó. Có những người phá thai có kinh nghiệm luôn đó. Còn có những người chưa có kinh nghiệm thì phá thai hơi cực một chút. Còn có những người có kinh nghiệm thì vừa mang thai là người ta biết liền nên ta phá, nên nó khỏe chứ uống thuốc một cái là nó ra liền. Còn có những người mà chưa có kinh nghiệm thì để cho 1-2 tháng gì đó rồi phá thai con hơi to một chút, cực quá. Có những người thì phá thai mà bác sĩ người ta gấp ra mấy cái chân cẳng rồi nó gấp ra là cái đó là quá khó khăn rồi đúng không? Nó, nhưng mà nghe cái nghiệp phá thai này những người đàn bà hư thân hết rồi. Nó đã là tính hư thì là hư tâm, còn phá thai là hư luôn cái thân, phá hoại cái thân của mình, đúng không? Nó gọi là thân tâm đều hư. Vậy thì còn cách gì để cứu mình đây? Phá thai là giết con ruột của mình. Mà đứa con này đến với mình là có duyên thuận hoặc là nghịch. Thuận mà giết nó đi thì trở thành nghịch, mà nghịch giết nó đi thì trở thành ác đó. Nên từ nơi đó mà ngồi trong đây làm gì không có người mang nghiệp phá thai. Người nào đẹp thì có khi phá thai là nhiều. Khổ ghê. Càng đẹp thì càng phá thai nhiều. Nhìn trong đây thì thấy chung chung chứ không ai đẹp quá. Từ nơi đó mà thôi khổ dữ lắm quý vị ơi. Bởi vì người xưa nói câu chớ mang thân làm kiếp đàn bà. Việc vui hay khổ đều do tùy chồng. Khổ dễ sợ thiệt. Thương quá cũng lo, mà không thương thì cũng phải chịu đựng ha. Phải chịu đựng hết khổ. Rồi khi người ta sống với mình xong á, có khi biết mình mang thai cái nó chạy mắt dép, nó để che mìn nổ chậm lại cho mình. Thấy khổ không quý vị? Bởi vì mấy ông đàn ông suy nghĩ ra mình phải thương vợ mình, thấy không? Thương nhiều mới đúng. Họ sanh con cho mình, mỗi lần họ sanh một đứa con khổ lắm. Nên Phật nói trong kinh Vu Lan á, ví như thọc huyết châu dê. Khi sanh một đứa con, những cô mà đã sanh con thì biết rồi đó. Khổ vô cùng. Lúc mà mới mang thai nó ốm ngán, nó có thể khổ không? Ăn uống gì cũng khó khăn. Nên đúng ra mình là người đàn ông, khi vợ mình mà nó sẽ mang thai, đúng ra mình phải có một cái trách nhiệm quan tâm nhiều một chút. Quan tâm về mặt tinh thần. Thí dụ như mỗi ngày mình đi làm 5 giờ chiều mình về thì còn rong ruổi ly cà phê chơi, còn vợ mang thai thôi khỏi uống cà phê, về nhà pha cà phê nhà uống để mang cái tinh thần cho vợ mình nó yên tâm. Chứ nhiều người đàn bà người ta mang thai, người ta nghĩ rằng giờ người ta mang thai rồi, có khi chồng đi sớm về muộn người ta lo. Nó cái tâm đó nó mình phải hiểu.
Nhưng nếu mình không nghe đạo, có khi mình lại vô tư gì cái việc đó, mình không để ý quan tâm đến đâu. Khi xưa mà mình chưa cưới được người ta, mình còn lo sợ mắc, chứ bây giờ cái bụng trình bình đó, sợ mắc gì nữa. Nên cái đó là cái mà vô tình, hiểu không? Nên phải cần nghe Phật Pháp quý vị. Khi mình nghe Phật Pháp rồi mình mới hiểu. Trong Phật Pháp nó có cái hay lắm. Phải nhớ rằng là Đức Phật là một người đa tình lắm, nên cái việc gì Đức Phật cũng biết hết. Sự quan tâm của Đức Phật mà quan tâm chúng sanh, người mẹ không bằng đâu. Người mẹ không thể nào mà quan tâm cho con bằng Đức Phật mà quan tâm chúng sanh đâu quý vị. Tỉ mỉ từng chút, quý vị tụng kinh Du Lan thì quý vị sẽ biết liền thôi. Tụng kinh Du Lan thì quý vị biết Đức Phật quan tâm chúng sanh và biết chúng sanh như thế nào, biết liền. Ở bên kia chùa mình có con chó nó xanh, màu đó và những Đức mới biết nha quý vị. Con chó nó xanh con, nó giữ con nó thôi, nó giữ kỹ đừng có nói nữa quý vị. Bởi vì nhà nào mà có con chó mà nó xanh là người lạ đến là sợ lắm, sợ nó cắn. Mà nó giữ con nó kỹ lắm quý vị. Khi con nó mà lúc mà chưa biết ăn là những Đức thấy rõ ràng luôn. Con nó tiểu ra nhiêu là liếm hết trơn, con đi phân ra nó ăn hết trơn như vậy. Cháu mẹ, cháu mẹ thấy rõ ràng luôn, mình thấy đúng là cái loài súc vật mà nó còn thương con nó như vậy, không chi là loài người hiểu biết mình còn thương con mình cỡ nào. Nên ta nói câu mà con cọp nó hung dữ nó còn không nỡ ăn thịt con đó mà, không chi con người mà thương con cỡ nào. Như vậy vậy thì mình nghĩ rằng là cái loài súc vật mà nó còn thương con như vậy mà mình giết con nó thì cái sự đau khổ cỡ nào. Nên những Đức đọc cái câu chuyện mà khi cái ông này thợ săn mà ổng dương cung mà ổng bắn cái con khỉ ấy, vừa bắn trúng con khỉ nó té xuống, thì bắt đầu là con khỉ mẹ nó lao đến và con nó bị trúng cung vậy, là nó lao đến nó liếm máu. Nó không có sợ cái người thợ săn này bắn nó một chút nào hết. Khi mà con nó chết xong, nó ngước cổ lên trời, nó la lên một tiếng, xong nó chết tại chỗ luôn. Chết tại chỗ luôn. Xong cái ông này là thợ săn đâu cần biết gì đâu, chỉ cần có được hai con khỉ là ngon lành. Ông đem về, và ông về khi ông mằn thịt, ông mổ bụng ra, thì mổ bụng con khỉ con không có gì, nhưng khi mổ bụng con khỉ mẹ ra thì ông thấy là ruột con khỉ mẹ đứt từng đoạn hết luôn. Khi con nó bị bắn chết và ruột của nó đau lòng, nó đứt từng đoạn ruột luôn, bị chết tại chỗ luôn. Đây là đọc câu chuyện và ông này hứa chân quân, khi ông mà thấy cái việc đó rồi xong bẻ cây cung luôn. Từ đó về sau ông không làm nghề săn bắn nữa và ẩn tu luôn. Ẩn tu luôn quý vị. Nên chúng ta là người nghe Phật Pháp, nếu chúng ta mà nhận thức được thì nên phát tâm ăn chay quý vị. Nên ăn chay trường. Những Đức thấy ăn chay trường lợi ích lớn. Tính tình con người nhẹ nhàng, ít săn hận, sức khỏe cũng tốt, sức đề kháng cũng cao. Như những Đức lâu lâu bị bệnh, như mấy ngày nay những Đức bị bệnh nằm, nhưng mà con người nó không đến nỗi tệ quá đó. Mà suốt mấy ngày không ngủ nha. Những Đức thường bệnh là do chóng mặt, sốt, nên những Đức không có ngủ, bằng đêm niệm Phật thôi, không có ngủ suốt hằng 2-3 đêm, 2-3 ngày không ngủ. Thì vị biết rằng là mình ăn chay suốt đâu hơn 11 năm nay, tính tình con người càng ngày càng dịu xuống. Ngày xưa nóng tính lắm, bây giờ ít nóng tính. Và ngày xưa giận dai lắm, bây giờ không có giận người ta. Cái gì nói qua một cái thì thôi, không có giận, không có để trong tâm. Khỏe lắm. Nên Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không ngày nói rằng, quý vị coi từ tôi nè, lợi ích ăn chay khỏe tới tuổi già luôn. Nên từ nơi đó cái việc ăn chay nó lợi ích lớn dữ lắm. Nên mình nghe những công đoạn gì rồi, quý vị nên phát tâm ăn chay.
ăn chay lợi ích rất là lớn. Nên nhiều Phật tử về chùa mình phần nhiều là ăn chay trường, cả con nít cũng ăn chay trường. Quý vị biết rằng là cả đứa con nít mà nó ăn chay trường đi, nhìn gương mặt của đứa bé nhỏ này cũng dễ thương. Gương mặt của nó dễ thương mà nó hồn nhiên đặc biệt lắm quý vị. Nếu như mà Phật tử mà đi chùa thường xuyên thuần thành mà chưa ăn chay trường được là thất bại. Không? Phật nói tứ sanh phụ mẫu mà. Những đức nói rằng nếu như quý vị làm cha làm mẹ mà quý vị mà quyết định cho con quý vị ăn chay trường là đây là một cái quyết định sáng suốt. Chắc chắn là một quyết định sáng suốt. Tập từ khi còn nhỏ con quý vị ăn chay trường luôn là đây là một quyết định rất sáng suốt. Chắc chắn 100%. Nên người biết Phật pháp nên quyết định sự sáng suốt này. Quý vị coi thịt heo, thịt bò, cá rồi bây giờ nuôi toàn là không phải là cá, heo, gà, bò bình thường như ngày xưa nữa. Ngày xưa thì con vật mình nuôi nó còn nhân sinh sống. Còn bây giờ thì cái con vật nuôi là giống như bị nhốt trong tù, mỗi ngày nó sống trong tù để khi chờ lớn để giết nó để mằn thịt. Vậy thì cái tâm tư của nó, quý vị biết rằng khi mình ăn miếng thịt đó đó thì cái tâm tư đó là cái tâm tư oán hận. Thí dụ như một con người mà ngồi trong tù, quý vị coi họ có đẹp không? Một con người mà ngồi trong tù mà có thể đẹp được chỉ có một loại người. Loại người biết niệm Phật ở trong tù mới có thể đẹp. Tại vì họ nhiều thời gian được niệm Phật đó. Họ đã biết định luật nhân quả nên họ không buồn khi họ ở trong tù. Lỡ họ bị hại hay là họ bị một cái nghiệp qua báo gì mà họ vô tù, họ ngồi họ sẽ vô đó họ niệm Phật. Chỉ có một loại người này thôi quý vị à. Nên quý vị mà nghe công đoạn này, quý vị nhớ người thân quý vị mà có người mà lỡ tạo nghiệp gì mà vô tù ngồi thì quý vị chỉ họ. Chỉ còn có một cách vô đó cố gắng niệm Phật. Từ cái niệm Phật mà vô đó chấp hành tất cả những điều lệ tốt thì cái thời gian thí dụ như ở trong tù 10 năm từ từ nó giảm còn 5 năm, 4 năm à. Tại vì khi chấp hành tốt niệm Phật, cái công đức nó tăng lên thì nghiệp nó tiêu xuống, thì tức khắc cái thời gian của án nó giảm, tự nhiên lạ lắm nó giảm. Nó giống như những đức đọc một câu chuyện mà đứa con ông này là bị vô tù ngồi mà sắp sửa tử hình. Vậy mà ông vô ông thăm con, ông phiên con, bây giờ con tạo nghiệp như vậy rồi, bây giờ con chỉ còn có một cách, cha phiên con, nếu con chịu nghe, con có thành tâm con niệm Phật đi. Con có thành tâm con niệm A Di Đà Phật, chân thật dù có chết cũng phải niệm A Di Đà Phật đi. Còn con không nghe cha thì thôi, còn cha bên ngoài cha cũng tập trung bạn bè đến để niệm Phật cho con. Vậy đó mà ông ở ngoài, ông tập trung mọi người niệm Phật cho con ông trong những cái ngày tháng mà sắp sửa tử hình. Con ông bên trong niệm Phật. Vậy mà lạ thay, cái án của con ông nó có sự chuyển biến lạ lắm. Từ bị tử hình mà còn thọ án chỉ có 20 năm. Thấy lạ không? Ngộ vậy đó. Rồi từ 20 năm tiếp tục niệm Phật nữa, bắt đầu là nó trong đó nó niệm Phật, nó chấp hành cái điều lệ trong đó rất tốt, từ từ nó giảm án xuống luôn. Thí dụ như một con người mà vô trong tù mà họ không chịu chấp hành tốt thì có khi án của họ nó tăng thêm. Đã là mang tội rồi mà còn không chịu chấp hành cho tốt nữa, thấy không? Nên cái người mình mà biết tu hành, mình ở đâu mình cũng thích chấp hành cho tốt chứ. Vậy thì ai mà không thương mình, ai mà không thích mình quý vị? Thí dụ như người ta đi đến nhà mình mà cái gì người ta cũng chấp hành tốt chứ, thì mình sẽ thích người ta thôi. Còn ví dụ như người ta đi đến nhà mình mà người ta ngược lại vấn đề tâm tư của mình nghĩ cho người ta không, thì tức khắc mình sẽ không thích người ta thôi, đúng không? Nên cái người tu của mình là đi đâu cũng chấp hành nội quy cho tốt. Cái nội quy là quy củ, là cái phép tắc. Một con người mà có phép tắc thì ai mà không thích quý vị? Đó. Nên từng nào quý vị về đây cũng được bổ túc gì, tức khắc từ từ nhiều người mình, cái nghiệp của mình nó chuyển biến từ từ, nó chuyển biến theo cái cách hướng dẫn, và nó sửa đổi lỗi lầm nên nó chuyển cái nghiệp luôn. Những đức cũng vậy thôi. Ngày xưa chưa biết tu cái nghiệp nó nặng vô cùng, tới 29 tuổi mới biết tu. Thì có nghĩa là con người mình nó cũng âm sâu nhiều cái nghiệp nặng dữ lắm rồi, chứ không phải như đứa nít nữa. Giống như da mặt dày rồi, gõ bon bon. Từ nơi đó mà chỉ có một câu Phật hiệu này vậy mà nó còn mài mòn hết cái nghiệp đó.
giống như gai nổi đầy mình nhưng mà nó mài từ từ rụng gai hết luôn quý vị. Nên những đức nói cho quý vị nghe, dù là quý vị 60-70 tuổi đi mà gặp được Phật Pháp đi, dù là mấy chục năm cuộc đời mình hư hỏng, quý vị đừng bao giờ thất vọng rằng là mình gặp Phật Pháp dễ quá. Quý vị hãy chân thật khoảng đời còn lại, nên chân thật sửa đổi đi. Những cái gì mình sai nên sửa đi, đừng có nói người ta sai nữa. Mình con người mình là cái bệnh là thường nói người ta sai. Thí dụ như vợ chồng sống với nhau bất hòa, chỉ có đúng cái bệnh này thôi. Ông sai tôi không sai, bà sai tôi không sai, chỉ có đúng như vậy thôi. Chỉ có đúng như vậy thôi. Quý vị nghĩ đi, nếu mà mình là người tu rồi thì à tôi sai à, sự việc nó xong rồi đó quý vị. Có khi việc này không phải mình sai mà là ông chồng sai, vậy mà mình nói tôi sai rồi, vậy mà nó đánh vào ông, nó đánh vào nội tâm chứ không phải đánh tầm thường đó quý vị à. Thật sự quý vị rằng con người chúng ta bị đánh sát thân nó không đau bằng bị đánh nội tâm đâu. Mình sai mà mình nói người ta sai, mà người ta nói người ta sai rồi, người ta sai rồi, người ta chịu người ta sai luôn, thì nội tâm của người mình sẽ như thế nào? Dù là bây giờ họ chưa tiếp nhận Phật Pháp nha quý vị, nhưng mà trong lòng của họ sẽ suy nghĩ như thế nào đây? Trời ơi, người này học Phật công nhận là đặc biệt, đúng là người học Phật thiệt. Họ sẽ ngưỡng mộ Phật Pháp từ cái tâm của họ, họ ngưỡng mộ Phật Pháp. Tại vì sao? Người học Phật tuyệt vời quá. Tôi sai nè, vậy mà tôi nói họ sai, tôi đổ thừa cho họ, mà họ vẫn chấp nhận, vẫn chấp nhận. Nghĩa là cái cách này là cái cách chuyển nghiệp họ đó. Tiêu nghiệp mình, chuyển nghiệp họ. Ghê chưa? Nhớ nè, mình tu mà chưa chuyển được nghiệp mình thì chưa chuyển được nghiệp người thân mình đâu. Mà lúc nào quý vị mới thấy rằng quý vị chuyển nghiệp được của quý vị? Lúc nào mà trong lòng quý vị ít bao giờ buồn giận người khác là chuyển nghiệp rồi đó. Kiểm đi, lúc nào mà giận hờn người khác mà chuyển rất nhanh là chuyển nghiệp rồi đó. Nhớ. Còn lúc nào mà quý vị đang mỗi ngày tu mà buông ra một cái là sân si la lối sùm, mà vẫn giữ cái tật dị hoài, tức giận lên là la quát như con gà mắc đẻ. Nhất là mấy bà đi vô chùa thấy mặt hiền lắm, nhưng ngày mai đi về nhà mà đi ra chợ buôn bán gì đó thì lúc đó là có khi mọc nanh lên. Hoặc là ở nhà đang đụng chuyện này chuyện kia, nấu cơm đồ mệt mỏi, lau nhà rồi giặt đồ cho con, rồi lúc đó nó nổi xăng lên. Đi vô chùa thì ai mà vô đây mà không tu, ai mà vô đây mà không hiền, chứ ai mà đi vô chùa mà giữ, trong đây có ai giữ với quý vị đâu mà quý vị giữ với người ta. Dù là giữ cỡ nào đi chăng nữa mà bận lên mình cái bộ đồ lam này thì nó cũng hiền. Nhưng Đức nói chuyện quý vị ngồi có đau chân, quý vị có thẳng chân không sao. Ai cũng bận bộ đồ lam này thì quý vị có giữ cỡ nào quý vị cũng hiền. Suy nghĩ đi, đúng không? Hiền chứ sao không hiền. Nhưng mà khi bận bộ đồ đời á thì tự nhiên nó lại hung dữ. Làm sao mà mình bận bộ đồ lam mình hiền, mà mình bận bộ đồ đời mình cũng hiền? Vậy thì mình mới là người tu. Nó chỉ là cái hình thức, cái bên ngoài, mà cái tâm của mình là tu. Nhớ đó, cái này là cái quan trọng nè. Cái quan trọng là cái điểm đặc sắc á. Chứ đừng bao giờ mà đi vô chùa mà phát lên mình bộ đồ lam thì mặt dễ thương hiền, nhưng đi về ngoài đời thì chửi chồng, đánh con, sùm, hiếp mẹ chồng, ăn hiếp được chòm sớm, ăn hiếp tới cùng luôn. Ai hiền chữ người ta te tua chứ. Vậy là không phải đâu, nghe không? Nhớ đó. Mình tu là nơi nào mình cũng tập mình tu để mình sửa, nó mới có cái lợi ích. Rồi đúng ra quý vị đi vô trong chùa là những đức là người hướng dẫn quá kỹ. Hướng dẫn kỹ mà hướng dẫn tỉ mỉ nữa chứ. Tại vì người ta không chịu làm thôi. Người ta không chịu làm thôi. Nên có những người người ta nói rằng gặp một hai người, có những người người ta nói
đụng một hai người thôi, người ta cũng đánh giá là nói có một cái cô hay một cái chú nào đi đến chùa hoài sao mà về thấy không sửa gì hết trơn, vậy đi đến chùa đó làm gì, thấy không? Nên từ nơi đó mình nói là mình nói chân thật, mình chỉ nó thôi, còn cái sửa không sửa là chuyện của người ta chứ. Chứ đi đến chùa có ai dạy mình làm ác đâu. Có ai mà đi đến chùa mà ông thầy ông chỉ về thôi chồng không? Thôi chồng là do tại quý vị thôi chồng thôi chứ. Không ai đi kêu thôi chồng. Thật sự mà nói cái người mà hiểu, dù là cái người không tu đi chăng nữa, không ai dạy gì kêu người khác thôi chồng. Nếu mà kêu cái người ta mà đi thôi chồng, thôi vợ là tội nặng lắm. Phá vỡ gia can hạnh phúc của người ta. Mình không hàn gắn thì thôi, chứ mình không có làm cho người ta tách rời ra. Hiểu không? Quý vị biết rằng một con người mà đàn bà mà tự nhiên chen vào cái hạnh phúc gia đình của người ta làm người thứ ba là đã mang tội rồi. Tại vì cái việc này đi ngược định luật rồi. Nó đi ngược. Nên nó đã là không đúng rồi đó. Chứ đừng nói kêu người ta mà thôi chồng thôi vợ. Nhớ. Nên mình là biết tu rồi đố mà những chuyện này mình dám làm. Rồi những người mà kêu người ta đi phá thai từ khi mình không hiểu thôi. Hiểu rồi đố quý vị kêu người ta đi phá thai. Không bao giờ đâu quý vị à. Đó. Tại vì đây là mình tiếp tay tạo nghiệp. Hiểu không? Quý vị biết rằng những đức là nói tỉ mỉ từng chút rõ ràng lắm. Nên nó làm sao mà khi quý vị nghe Phật Pháp á, mà nó đột vào cái tâm của mình, mà thấy mình nó có một cái sự nặng nề, và tự nhiên nó làm cho mình nó có một cái gì đó mà mình nghe Phật Pháp mà nó đột vào tâm mình được. Nó làm cho mình nó bị kích động ngay cái điểm nào của tâm mình. Thì quý vị biết cái điểm đó của quý vị nó đã bị dính. Khi cái điểm đó nó đã bị dính thì quý vị đừng bao giờ nổi lên một cái ngã. Hiểu không? Đừng có nổi lên cái ngã là ông thầy này ông nói chúng ngay tôi. Đừng có nổi lên cái ngã. Thí dụ như một người này bận đồ ngoài đời là bận đồ thường mỏng manh này kia được ha. Những đức nói đoạn đó mà đừng có nổi cái ngã. Mà mình phải tư duy. Mình phải tư duy làm sao mà ông thầy ông nói vậy, mình phải suy nghĩ. Mình phải suy nghĩ cái lúc đó mình suy nghĩ mình chưa được phải không? Mình phải nhìn những đứa mà nó bận đồ mỏng manh đó, nó đi ngoài đường mình để ý. Mình nhìn từ đứa đó mình sẽ soi ngược lại mình. Thì cái sức tư duy của mình rất là cao quý vị. Có nghĩa là mình nhìn mình chưa đạt tiêu chuẩn, tại vì mình không đủ bản lãnh. Nên Phật nói một câu là người mạnh nhất trong loài người là người nào? Người mạnh nhất trong loài người là người thắng được chính mình. Đức Phật nói nghe, người thắng được chính mình là người mạnh nhất trong loài người. Nhớ hiếm lắm á, Đức Phật là thắng được chính mình đó quý vị. Nó cái người niệm Phật mà tín nguyện niệm Phật là người thắng được chính mình đó quý vị. Quý vị tín nguyện niệm Phật, quý vị suy nghĩ cận tử nghiệp. Cận tử nghiệp mà thân tứ đại rã rời. Những đức đọc trong kinh Địa Tạng đó. Cái cảnh mà tứ đại rã rời kinh hồn đó quý vị ơi. Cơ thể chúng ta đắc nước gió lửa hợp thành. Vậy mà khi mà cận tử nghiệp mà tứ đại rã rời đó quý vị đắc á, giống như nó sạc xuống vậy đó. Mà cái hoàn cảnh nó kinh khủng lắm. Nước nó tự nhiên nó dưng ao. Cái tâm thức của mình, cái trạng thái gì đó. Gió như bão tố cuồng phong. Lửa cháy ung. Tâm thức. Trong tâm thức của mình như vậy. Nên quý vị coi phần nhiều con người ta khi cận tử nghiệp thì con người ta nó điên cuồng, nó gọi là nó la lối điên cuồng lên, rồi xong tới lúc mà nó gần chết bắt đầu là nó mê luôn hoàn toàn, nó không còn biết gì hết. Đi coi nó là như vậy. Tại vì sao? Gì nó bị cái cảnh của đất nước gió lửa chiếm hữu hết trơn hoàn toàn, nó không còn làm chủ được chính mình một cái gì nữa hết. Vậy mà cái người niệm Phật mà tín nguyện kiên cố thì cận tử nghiệp nó không bị hoàn cảnh nó quấy rầy. Mà cái người tín nguyện niệm Phật là họ ra đi lúc còn sống mà đi chứ không phải chết. Nên họ không bị khổ về cái việc thân đau bệnh. Còn cái người mà khi gần chết mà vất vả, cái chuyện này, cái chuyện giảng sanh hiếm lắm quý vị à. Hiếm lắm. Cái người niệm Phật giảng sanh là cái người phải sống mà đi.
Cái người này là trước cái thời gian đau bệnh đó họ đi rồi, trước cái thời gian mà đất nước gió lửa rã rời là họ đi rồi, là tín nguyện, là cảm với Phật A Di Đà, là niệm từ một niệm đến 10 niệm là cảm rồi, là Phật đã tiếp dẫn rồi, chứ không phải là cái lúc vất vả mà rên la đó mà giảng sanh đó quý vị. Nó cũng có phần giảng sanh đó nhưng mà hiếm lắm, hiếm lắm. Nên mới nói là gầy dựng được cái tín nguyện là cả vấn đề. Hồi sáng những đức nói mấy câu, tín nguyện mà gầy dựng được. Ví dụ những đức ngồi ở trong phòng, như Đức nói, thí dụ như mình trong phòng tự nhiên có ba người cầm dao vô, rồi một người thì đứng ngay cái cửa, hai người kia nó rút kiếm ra, rút dao ra nó chém mình, rồi mày lúc đó mày sao? Gầy dựng tín nguyện hỏi mình thử coi mình như thế nào quý vị. Nếu như ngày xưa mình chưa tu là tự nhiên mình tóc mình chạy, hoặc là mình la lối sùm lên đúng không, thì trong phòng mà nó cũng chém vài cái là mày đi bụi rồi, mày biết mày đã không thoát được rồi. Vậy thì mày la làm gì? Bây giờ mày biết niệm Phật mày phải làm sao? Ngồi xuống niệm Phật, lớn tiếng lên, thành tâm niệm Phật, rồi cái thân mày muốn làm gì làm đi. Đó là một cái gầy dựng được tín nguyện. Phải thử cái tâm mình phải kiểm định cái tư tưởng trước, cái tư tưởng gì đó quý vị. Đó cũng là một tư tưởng của tín nguyện. Thí dụ như ngày xưa mình mắc tiền hay gì chút xíu thì bắt đầu là mình, trời ơi, mình kêu công an, hoặc là mình gọi người này người kia đồ đi kiếm tiền phụ tôi này kia, rồi chiếc xe bị mắc rồi, rồi giờ chồm sớm ơi, xe tôi bị mắc rồi, chồm sớm ơi kiếm xe giùm tôi, phải không? Có khi nhà mà bị ăn trộm bắt con gà thôi cũng chửi sùm, thằng ăn trộm mắc dạy, bắt gà của tao có không? Có chứ, chửi sùm. Rồi con chó đi qua nhà ta chơi bị người ta đập què chân về chữ đoan chữ ren, chòm sớm nào gia đình nào mắc dạy đập con chó tao què chân, thấy không? Cũng có chuyện nữa. Nó rồi con cháu của mình đi chơi chòm sớm không biết làm sao, mấy đứa nít nhau nó quýnh lộn quý vị, nó chơi trẻ chọc ghẹo nhau, cái tự nhiên cũng tức, cũng dẫn con cháu qua chữ người ta sùm kiếm chuyện, đúng không? Nó nhiều chuyện trong cuộc đời này mà chúng ta khi học Phật rồi chúng ta mới tư duy nhận thức rằng cái việc của chúng ta là nếu mà không học Phật thì nó cứ tiếp tục sai lầm là sai lầm hoài vậy đó. Cái sai lầm hoài. Rồi bây giờ mình học Phật rồi, bây giờ gầy dựng được tín nguyện, bây giờ kiểm qua chỗ này. Bây giờ mất tiền rồi, có như ngày xưa kêu công an nảy nọ rồi tùm lum tùm lao không? Trong Phật Pháp nó đi ngược lại lạ lắm. Hòa Thượng không ngày giảng thì nói một câu gì nè: người ta lấy tiền của bạn là người ta ăn cắp tiền của bạn, vừa cầm tiền này ra khỏi cửa nhà bạn, khỏi cần ra cửa nhà bạn, tiền này nó vừa cầm trong tay nó, bạn đuổi vừa theo lấy tiền này lại, nó ăn cắp tiền của bạn, bạn lấy lại thì bạn ăn cắp tiền của nó. Là không? Kỳ cục ghê không? Khó tin vô cùng. Tiền của tôi nó lấy mà tôi giật lại mà là tôi ăn cắp tiền của nó là sao? Ngộ vậy đó. Thì phải nhớ rằng nè, nó lấy tiền của mình được là nhiều đời nhiều kiếp mình đã lấy tiền của nó rồi. Bao nhiêu người nó không lấy, tại sao nó lấy tiền của mình? Nó kỳ cục như vậy đó. Nên Phật trong kinh Nhân Quả Ba Đời, ngài mới nói một câu rằng: muốn biết nhân đời trước xem quả báo đời này, muốn biết quả báo đời sau xem nhân đời này. Rõ ràng không? Nó. Bây giờ chúng sanh hỏi đủ chuyện, Đức Phật nói một câu mà, nên Đức Phật là trí tuệ. Đức Phật dạy hãy tin nhân quả. Nó hãy tin nhân quả. Đức Phật trả lời đúng một câu thôi là để lại cho hậu thế luôn. Hãy tin nhân quả. Vậy thì quý vị học Phật là học cái gì? Tin nhân quả, đúng không? Chứ đúng gì thôi. Nếu bạn tin nhân quả thì tức khắc bạn sẽ không có than thân trách phận, bạn không có buồn trách số phận, bạn không buồn trách con người, bạn cũng không buồn trách ông chờ. Vì sao? Bạn tin nhân quả. Bạn hãy để ý là cái hạt ớt thì nó sẽ thành cái trái ớt, cái hạt cà
thì chúng ta sẽ trồng nó ra trái cà. Không? Vậy thì bây giờ chúng ta đã từng gieo cái nhân gì, bây giờ chúng ta chịu cái quả báo nấy thôi. Cho nó đâu có cái chuyện bỗng không tự nhiên mà nó đến với mình đâu. Vậy thì cái thằng ăn trộm này lấy củ của mình, ví dụ như ngồi đông người trong đây mà tự nhiên có một người bị mắc đồ, sao lạ vậy? Nếu mà không biết tu thì chúng ta nói cái câu này gì nè, nó thừa. Xui ghê. Ngày nay nó xui vô cùng. Ngày nay xui. Thấy không? Nói cái câu cho qua lề. Cả đời có người lúc nào mà kiếm tiền được thì công nhận tháng này may ghê luôn. Tháng nào mà kiếm tiền không được, tháng này xui ghê. Cứ là xui rồi may, được thì may, không được thì xui. Rồi lúc gần chết chắc là xui. Thì thấy không? Ai cũng đi đến cái chết. Vậy là chúng ta đến thế gian này đều tích tụ xui không à? Gần chết, chết te tua, nên ai cũng tích tụ xui không? Đến thế gian này để làm cái gì mà cuối cùng rồi là chết là xui không à? Không thấy may mắn cuối đời. Lúc còn sống thì có hên có xui, nhưng mà đến chết thì phần nhiều là xui không à? Nhà này có người chết xui à. Nên từ nơi đó mà quý vị biết rằng cái cõi đời này chúng ta đi đến thế gian này cuối cùng rồi mỗi một người chúng ta ai cũng phải chết đi. Bây giờ những người trong đây mà 60 tuổi này, quý vị hãy kiểm lại cuộc đời của mình đi. Bây giờ những người trẻ trẻ thì cái cảm giác của họ chắc chưa đâu. Nhưng mà bây giờ cái người 60 tuổi này là cái cảm giác của quý vị bây giờ này, quý vị sẽ nhận thức này. Từ cái sức khỏe của mình mỗi ngày bây giờ nó đang xuống dốc. Rõ ràng. Có khi mình nhớ ngày xưa mình trẻ mình làm quá trời luôn, mà bây giờ mình mới thấy ra cái tuổi già của mình. Trời ơi, mình bây giờ mình gặp công việc mình sợ. Tại vì cái sức của mình nó không đủ nữa quý vị. Không đủ để làm nữa, mà mình thấy bây giờ mình làm gì chút nó mệt dữ lắm. Mà khi mà tuổi già mà nó mệt rồi là nó lâu hồi phục sức khỏe. Còn tuổi trẻ làm không biết mệt, mà có mệt cũng mau hồi phục sức khỏe nữa. Cuối cùng cuộc đời chúng ta đến cái tuổi già rồi chúng ta chết đi. Mà Đức Phật nói là được thân người là khó. Có thân người này khó lắm quý vị à, mà gặp Phật Pháp càng khó hơn. Được thân người là đã khó rồi, mà bây giờ Phật còn nói là gặp Phật Pháp càng khó hơn. Đức Phật khi ở kỳ viên tịnh xá, Ngài nắm một nắm đất, Ngài buông nắm đất xuống. Mà Tôn giả A Nan Ngài thỉnh hỏi Đức Phật, Đức Phật Ngài nói rằng nắm đất mà ta nắm lên, ta buông xuống, đất mà ta buông xuống nhiều hay là đất dính trong đầu móng tay của ta nhiều? Thì Tôn giả A Nan Ngài nói là đất Đức Phật buông xuống là nhiều, đất dính trong đầu móng tay là ít. Thì Đức Phật nói rằng là chúng sanh có thân người và mắt thân người. Mắt thân người cũng như là đất mà ta buông xuống. Có lại thân người cũng như đất mà dính trong đầu móng tay của ta à. Bây giờ quý vị cứ suy nghĩ là năm giới có thân người nè. Tất cả người ở đây đã từng tu được năm giới mới có thân người. Đây là Phật nói đó. Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Năm giới căn bản. Năm giới này là phát triển ra giới tỳ kheo tăng, giới tỳ kheo ni hết luôn. Bồ Tát giới gì cũng là từ năm giới này mà ra. Như là năm cây trụ chịu chắc nhất trong Phật Pháp. Năm giới này đó. Từ năm giới này có thân người đó. Bây giờ tất cả người ở đây đều là tu từ năm giới này mà có thân người. Mà năm giới có thân người nó có thượng trung hạ. Có những người tu năm giới chuẩn quá, nên họ được thân người, họ giàu sang phú quý này kia đặc biệt. Có những người thì chung chung, có những người thì hạ có được thân người. Nhưng mà què hoặc đồ mù đuôi rồi cũng là có thân người mà hạ. Hoặc là sanh trong vùng biên địa đồ. Tại vì họ tu năm giới mà kém quá. Còn cái người mà được năm giới mà thượng thì đặc biệt quá. Đẹp, cao ráo, thông minh, có học thức, sanh trong cái vùng trung tâm Phật Pháp này kia đâu.
Như quý vị phần nhiều ở đây là sanh trong vùng trung tâm Phật Pháp. Sao gọi là trung tâm Phật Pháp? Vì quý vị nghe được Phật Pháp, nghe được Pháp giải thoát, gọi là sanh trong vùng trung tâm Phật Pháp. Còn gọi là sanh trong Trung Quốc. Trung Quốc là gì? Là trung tâm Phật Pháp. Sanh trong cái quốc độ có Phật Pháp. Phải nhớ đó. Nên mình mà đang ngồi đây mà nghe Phật Pháp gì này, nó không có đơn giản đâu quý vị à. Còn bao nhiêu con người bây giờ họ đang lao ngoài xã hội, họ đang ở một cái vùng biên địa, họ không có Phật Pháp đâu. Không có chùa chiền gì cả, mà có ngôi chùa cũng không có một người nào nói chuyện Phật Pháp hết. Vậy làm sao con người người ta tiếp nhận được giáo dục? Đó gọi là bất hạnh khi sanh trong những cái vùng biên địa. Nên những đức mới đem chiếc máy MP3, những đức truyền tải, đúng là Phật gia hộ cho mình nghĩ cái cách truyền máy MP3. Những đức nói rằng là chiếc máy MP3 này là chùa mình là một cái nơi truyền máy MP3 này mạnh nhất đó quý vị. Những đức không tưởng tượng được cái việc này những đức làm, những đức chưa bao giờ dám suy nghĩ mà ngày hôm nay mà nó trở thành một cái nơi mà truyền máy nghe Pháp mà nó mạnh đến mức cực điểm đến mức này luôn quý vị. Mấy công ty làm máy nghe Pháp cho chúng ta luôn mà làm không kịp. Làm không kịp nổi cái lượng máy chùa mình phát hành. Trong khoảng thời gian này người ta đặt là 500 cái nghe Pháp, 500 chiếc máy nghe Pháp, 500 chiếc máy nghe Pháp. Rồi những đức tặng thêm nữa. Để làm chi thì biết không? Người ta đi làm từ thiện ở miền ngoài bị lũ lụt. Rồi về, mới về đây 6.000 cái máy nghe Pháp V52 hết trơn. Nghĩa là người ta đặt quá nhiều máy niệm Phật về lần cả chục ngàn cái. Máy bấm số về một lần 10 mấy 20 ngàn cái, nó cứ vèo vèo là hết trơn. Có nghĩa là nó phát hành quá rộng. Không ngờ thiệt. Bây giờ cứ ở một nơi thôi thì chiếc máy MP3 nó truyền tải khắp nơi nơi. Mà nó tiện lợi vô cùng, cầm đâu cũng nghe được hết quý vị. Quá tiện lợi. Mà nghe là biết niệm Phật liền, không nói chứ. Nó bây giờ mình dùng cái cách này mà nó tiện lợi là sạc pin một cái là nó cầm nó nghe gần 20 tiếng. Nên quý vị mà có người thân khắp nơi nơi, kệ mình tùy duyên, mình cứ gỡ tặng cho họ ngừng cái. Cầm nghe có khi nó tiếp nhận được đạo đức. Nó có cái lợi ích lớn. Thí dụ như tất cả những người trẻ đi đến đây dù là cộng tu một lần đi. Bây giờ những đức hỏi tất cả những người trẻ. Cuộc đời những đức cũng đã từng một thời gian ngoài đời những đức biết. Bây giờ những đức hỏi quý vị. Mình còn trẻ, nếu như mình không tiếp nhận giáo dục đạo đức làm người, vậy thì mình trở thành con người hư. Mà một người còn trẻ mà trở thành một con người hư, người ta gọi một cái danh xưng là tệ nạn xã hội. Cái danh xưng này ai mà chấp nhận không? Vậy mà tại sao có nhiều người bị mang cái danh xưng là tệ nạn xã hội? Vì sao? Họ không muốn, nhưng mà vì sao họ bị cái danh xưng này? Vì chính họ không tiếp nhận giáo dục nên họ hư. Họ hư đến mức cực điểm thì họ mang một cái danh xưng là tệ nạn xã hội. Bây giờ chúng ta đến chùa ngày Chủ nhật để cộng tu là gì? Để chúng ta tiếp nhận giáo dục, để chúng ta nghe định luật nhân quả, để chúng ta sửa đổi lỗi lầm, để chúng ta nhìn nhận sâu sắc, để chúng ta có một cái khả năng tư duy cao, nên chúng ta sống đạt tiêu chuẩn cao. Thí dụ như những đức ngày xưa ngoài đời thông minh, suy nghĩ nhiều thứ, nhưng những đức nghèo, vẫn là nghèo, không có một cái thứ gì bản thân của mình, lo cho mình không còn lo chưa xong. Vậy mà những đức biết tu, biết niệm Phật, những đức có thể lo cho 600 người hai bên đạo tràng được. Đặc biệt không? Vậy thì những đức nói rằng một con người tiếp nhận giáo dục, con người này dù ngoài đời tu, con người này vẫn là một công dân tốt, không bao giờ làm tổn hại đất nước. Như vậy thì đất nước, nhiều người như vậy thì đất nước hưng thịnh. Tại vì người làm ăn chơn chánh, gia đạo hạnh phúc, không có cái chuyện vợ chồng thôi nhau. Quý vị biết nè, cái hoàn cảnh của một gia đình mà vợ chồng thôi nhau là gây dựng ra cái mầm mống gì, quý vị biết không? Là những đứa con hư hỏng vì sao? Và nhiều đứa con đã bị tác động rất lớn ngay cái chỗ là đi với mẹ mà không có cha, đi với cha mà không có mẹ. Rồi thêm một cái tâm trạng người đàn ông, người đàn bà khi vợ chồng xa nhau nó hận nhau nữa.
Lúc ngày xưa nó thương nhau bao nhiêu thì bây giờ có khi nó hận nhau, nếu mà biết tu thì đỡ. Không biết tu nó hận. Nó hận mà khi nó gặp đứa con thì nó nhớ đến cái thằng cha. Nó gặp đứa con nó nhớ cái thằng cha vì cái tình thương mà có đứa con này. Bây giờ nuôi đứa con này cực quá thì nó hận thằng cha. Thương hận. Nó nghịch như vậy đó. Thương rồi hận. Nên mới nói câu là thương bao nhiêu thì hận bấy nhiêu. Thấy không? À, thương bao nhiêu thì hận bấy nhiêu. Nên thương chung chung thì hận chung chung. Thương hạ hạ thì hận hạ hạ. Thương nhiều thì hận nhiều. Nên những đức đến với ai cũng không có thương quá, vì những đức sợ người ta hận mình nhiều. Nhất là phái nữ, đừng có để người ta thương mình quá. Mình là người đàn ông khéo, đừng có lấy lòng phái nữ mà để người ta quá thương mình. Người con gái, người đàn bà, phụ nữ á, mình lấy lòng người ta, người ta thương mình, người ta bỏ mạng gì mình cũng được đó. Đó là tình thương. Nhưng mà đến khi mà họ hận mình rồi, họ cũng cắt cổ mình luôn. Cho quý vị biết, không có đơn giản đâu. Nên đừng bao giờ lấy lòng người phụ nữ mà cho họ quá thương mình. Đừng có để cho họ quá thương mình. Làm sao mà họ vừa quý thương mình mà họ vừa kính trọng mình, vậy mới là người đàn ông khôn khéo. Nhớ đó nghe. Còn người đàn ông mà lấy lòng người phụ nữ mà quá thương mình, mà một ngày nào mà mình trở mặt mà không thương họ lại là quý vị bỏ mạng như chơi. Không đơn giản đâu. Nên mấy người trẻ trẻ nè, khi nghe gì rồi nên nhận thức lại. Thí dụ như bây giờ mình trẻ tuổi, mình đi vô chùa đi, mình nghe Phật pháp từ từ, mình thông minh, mình có trí tuệ, cái góc độ tư duy của mình nó sáng lắm. Mình thấy có nhiều thanh niên ngoài đời, nào là nó xăm mình, nào là nó hớt tóc kiểu này kiểu nọ, rồi nó hớt tóc mà giống như phía sau nó cạo sạch nhách, nó trường chớp kỳ cục lắm. Rồi nó bận đồ gằn ghi, áo của nó thì nào là hình nộm, đòi sọ đầu người này kia đâu. Tự nhiên mình biết tu rồi mình mới có cái khả năng tư duy đó, mình không có làm giống vậy. Thí dụ như đi 9-10 người bạn, tự nhiên mình nhìn người bạn nào nó cũng bận đồ quá trời luôn, nào là bận quần ghi thì nó cắt ống quần. Cái quần nó bận lành lặn, nó không bận đâu, nó cắt ngay chỗ đầu gối chơi vậy đó. Đó. Rồi có nhiều đứa gái thì nó bận quần jean mà nó cắt tuốt trên bắp đùi, cái nó tư giống ăn mài vậy đó. Nghĩa là nó vừa bận đồ lành lặn, nó bận đồ cho thấy bụi á. Tại vì nó thích đi ăn mài nên nó bận đồ cho thấy bụi chứ. Mà cái câu của ngoài đời thì nó nghĩ rằng bụi là bảnh, đi ăn mài là bảnh. Nên trong Phật pháp dịch nghĩa ra là đi ăn mài. Còn ngoài đời thì nó nói bụi. Tại vì nó nghĩ rằng cha mẹ lo cho nó cuộc sống hết rồi. Nó đầy đủ, nó đầy đủ quá. Bây giờ nó rất là muốn nếm mùi đi ăn mài mà không cho nó đi ăn mài. Nên nó phải xé quần, xé áo để nó bận. Các vị nghe thấy nó đặc biệt không? Không thấy chưa? Nó làm kỳ cục như vậy tại vì nó muốn đi ăn mài mà. Rồi cái tâm nghĩ đó một ngày nào sẽ thành sự thật là nó đi ăn mài thiệt. Nếu như mà nó nghe được Phật pháp, nó sẽ tư duy, nó nhận thức rằng mình phải bận đồ làm sao. Nó có một phong cách bận đồ. Nhớ, nó có một phong cách bận đồ. Bận đồ nó cũng là một phong cách, nó cũng là một cái trí tuệ. Bận đồ nó cũng là một cái trí tuệ. Nó có một cái sự tư duy, nhận thức, nhìn từ người khác để mà mình bận đồ. Thí dụ như mình nhìn người khác bận một bộ đồ đó đẹp, kín đáo, đẹp. Nhìn cái dáng dốc người đó phù hợp với dáng dốc của mình, phát ra mình bộ đồ đó đẹp. Thí dụ như nhỏ người mẫu nó cao, nó bận bộ đồ đó thì đẹp. Nó bán đồ, nó lựa mấy cái tượng người mẫu, nó bận đồ vô đẹp. Nhưng mà tướng mình đâu phải người mẫu. Tướng nhỏ nó cao, nó sửa một cái tướng của nó thành người mẫu, nó bận bộ đồ vô, nó bán đồ cho mình. Thì nó bận bộ đồ đó thì đẹp, mà mình chỉ nhìn bộ đồ đó đẹp mà mình quên cái tướng của mình như hụt mít. Trời ơi, mình không có nhận thức cái gì hết trơn á. Mình phải biết cái tướng mình là hụt mít. Hụt mít thì làm sao mà bận bộ đồ đó đẹp. Đó mới gọi là tư duy đó quý vị. Tư duy là như vậy đó. Thấy không? Chứ không có được học đòi tầm bậy. Nó không có nhìn một cái đẹp mà thiếu suy nghĩ thì mình sẽ trở thành sai lầm mà còn xấu nữa. Mình phải biết
nên mình có một khả năng tư duy là mình nhìn cái tướng người đó bận bộ đồ đó đẹp mà phải kín đáo, rồi mình nhìn cái tướng người đó phù hợp với cái tướng của mình, vòng eo của người ta cũng tương đối vòng eo của mình, hai bên nó ghép lại tương đối phù hợp thì mình bận bộ đồ đó nhất định sẽ đẹp. Chứ không phải là nhìn cái bà đó bận bộ đồ đẹp mà mình không nhìn cái tướng của mình. Cái tướng người ta thì cao ráo, tướng mình là hụt mít, sao mà giống nhau, thấy không? Đó, những đức chỉ cho quý vị vậy đó. Còn thí dụ như thanh niên đi, mình cứ hất đầu đơn giản. Tại vì xã hội bây giờ nó quá khứ là nó bỏ tóc tai nó đủ cách hết à. Tóc tai nó đủ cách, đồ đạc nó đủ cách, nó quá dữ dằn. Bây giờ mình có hớt cỡ nào nó cũng hớt với mình được hết chứ. Bây giờ có cạo đầu ở ngoài đời bây giờ nó cũng được, hoặc là hớt mà gọi là ba giá cũng được nữa. Biết ba giá không? Ba giá là còn chừa ba chòm, ba chòm ba chòm tóc á, hay không? Nó, rồi có khi nó hớt nó gạch cái đầu giống như vừa mới bị xe đụng vậy đó. Nó, hay không? Nó đủ cách để mà nó làm sao mà nó phải phát triển được một cái tướng một con người mà giống như hư hỏng. Thì biết gì sao bây giờ thì xã hội nó đang chuộng hư hỏng không quý vị? Tại vì xã hội nó hư hỏng nên nó chuộng hư hỏng. Mà nhiều đứa con gái nó thấy hư hỏng nó lại phái. Hư hỏng thì nó nói là biết ăn chơi. Vậy thì bây giờ nếu người mà thông minh lấy một người chồng biết ăn chơi về thì nó biết ăn chơi chứ nó không biết làm ăn. Rồi cuối cùng mày không có cơm ăn, không có tiền xài, rồi mày lấy cái gì ăn chơi? Thì nó cũng đem mày, nó đem đi bán luôn con. Nó tồn tại không? Bây giờ mày có tiền nè, mày đang hưởng của cha mẹ nè, thì mày còn ăn chơi được. Nhưng mai mốt mày không có tiền, rồi mày lấy gì mày ăn chơi? Rồi lúc đó nó cũng bỏ mày luôn con ơi. Nên cái người mà thông minh á, là chọn cái góc độ nào? Chọn một người đàn ông đàng hoàng, biết lo làm ăn, vậy mới là người thông minh. Còn bây giờ một cái xã hội là phần nhiều nó bị một cái tư tưởng của ở phương Tây nó lôi kéo, là giống như con người nó không tiếp nhận giáo dục, nên cái góc độ nó kém mấy vị. Góc độ nó kém. Như những đứa nói đồ lành tự nhiên nó đi xé chơi vậy đó. Hoặc là cái quần mới mua về cắt ngang cái quần, xé làm nù lao bạn chơi. Vậy thì thôi, người ta đi lợi cái tiệm mà mai đồ, người ta xin mấy miếng vải gách cắt ra thừa, người ta đem về người ta mai, người ta bận đi cho nó bụi. Đúng là nó đủ chuyện hết chứ, nó là như vậy đó quý vị. Không, nên đi đến chùa mình viết từ từ, những đức thấy cô nào nhìn cũng sáng cũng đẹp, nhìn xuống không có còn một cái mái tóc nào mà khác thường nữa. Chùa mình là đúng là đặc biệt, bị những đức bào mòn giết sạch hết luôn. Nói thẳng giết mà bào mòn mà mấy bả cũng hiểu nữa. Mấy bả tư duy giết mấy bả hiểu hết trơn, biết rồi. Nên nó giết rồi bận đồ cũng đàng hoàng nghiêm túc nữa. Những đức thì ít đi ra đường, chứ gặp mà có đi ra đường nhiều, mà gặp mà lâu lâu lạng ở ngoài đời, đúng ngoài mà gặp mấy cô mà Phật tử đi vô chùa mà mấy ngày thường biết mấy bả bận đồ sao không biết. Còn vô đây thì thấy là bận đồ kín đáo rồi đúng không? Nhưng mà nghe những đức nói gì cũng chắc chắn là kín đáo, nó mới giữ được phước, nghe không? Còn mình là thanh niên đồ, cứ để tóc đen bình thường, tóc của cha xanh mẹ đẻ, nghe không? Cứ để y thinh đi, đừng có nhộm đầu vàng đầu đỏ làm chi, nó không có đẹp. Nó làm cho mất đi cái nhân cách của mình. Tuy không phải là một cái mái tóc hoặc là một cái xăm mình mà đánh giá một con người, nhưng mà đó là một cái sự phản cảm khi người ta vừa nhìn thấy mình, người ta nghĩ rằng mình là người không đàng hoàng. Đúng không? Không phải là chúng ta nói nhộm đầu hay xăm mình là không đàng hoàng, nhưng mà đó là một cái hình tướng mà người ta vừa nhìn mình, người ta thấy phản cảm. Còn nếu như mà muốn tóc vàng khỏi cần tốn tiền, khỏi cần nhộm, chúng ta chỉ cần mua một cái nón mà ở trên nó không có cái chùm ở trên. Cái nón mà ngoài đời đội đó quý vị, nó chỉ cần gạt ngang vậy thôi, để tóc phơ nắng thời gian tự vàng vàng cháy luôn nữa cho quý vị biết, thấy không? Cái này cũng tự nhiên vậy. Nói trời ơi thầy ơi, tóc con đâu phải nhộm đâu thầy, con đi nắng giết nó vàng đó thầy. Quý vị thấy không? Những đức nói mái tóc đen là đẹp nhất, 100% mái tóc đen là đẹp nhất.
Nếu mái tóc đen mà nó không đẹp nhất, vì sao tất cả những con người mới sinh ra riêng ở nước Việt Nam mình, quý vị coi có con người nào mà mới sanh ra mà tóc vàng không? Hiếm lắm đúng không? Phần nhiều điều mới sanh ra là tóc đen. Vì sao? Vì mái tóc đen là đẹp nhất, nên sanh ra ban đầu là tóc đen. Chứ nếu như tóc vàng là đẹp nhất thì mới sanh ra là tóc vàng. Nhận thức được rồi à. Nên từ nơi đó mà chúng ta phải có một cái sự tư duy vậy đó, thì cái việc mà bận đồ đạc và tóc tai của chúng ta sẽ rất là đàng hoàng. Khi đàng hoàng rồi tự đẹp. Đẹp là nhau cái phước. Cái phước nó toát lên cái đẹp, hiểu không? Nó nên quý vị đi đến chùa nghe pháp môn tịnh độ mà nó rộng ra cuộc sống. Đọc cái công đoạn mà Đức Phật phiên phụ vương niệm Phật, chúng ta nên cố gắng niệm Phật. Đọc thêm một đoạn kế tiếp: Bạch Thế Tôn, tại sao tất cả chúng sanh đều là Phật? Đây là vua Tịnh Phạn hỏi Phật. Đức Phật đáp: tất cả pháp không sanh, không dao động, không lấy bỏ, không tướng mạo, không tự tánh, phụ vương nên ở trong pháp Phật ấy mà an trụ tâm mình, đừng tin nơi người khác. Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni phiên vua Tịnh Phạn: nên ở trong pháp Phật ấy. Câu đầu tiên là phiên vua Tịnh Phạn nên niệm Phật sanh về cực lạc. Câu thứ hai là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni phiên vua Tịnh Phạn ở trong pháp Phật ấy. Pháp Phật nào? Trong pháp Phật A Di Đà. Đừng tin nơi người khác, là đừng nghe những cái điều mà nói về việc này việc kia, như là không có thế giới cực lạc, niệm Phật không giảng sanh đâu, đừng có tin này kia, rồi là đừng tin nơi người khác. Đó là ngoại cảnh, là người khác. Còn ta nè, là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, ta chỉ là ngay cái điểm niệm Phật cầu sanh cực lạc là có thật. Đó, phải nhớ đó nghe. Hãy tin ngay Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni vậy đi. Đó là những công đoạn mà vua Tịnh Phạn ngài thỉnh hỏi Đức Phật, và Đức Phật dạy, và cũng như dạy chúng ta luôn đó quý vị. Mà thờ đó là thờ Đức Phật còn tại thế, đã dạy vua cha niệm Phật rồi đó. Khi ấy vua Tịnh Phạn và 70,000 người dòng họ Thích nghe nói về pháp này, ai nấy đều tin hiểu hoan hỷ, tỏ ngộ vô sanh nhẫn. Đức Phật mỉm cười nói bài kệ rằng: dòng thích chí quyết định, thế nên trong Phật pháp tâm quyết tin an trụ, sau khi mạng chung rồi được sinh cõi an lạc, gặp Phật A Di Đà, vô quý thành Bồ Đề. Hay. Những công đoạn này vị mà nghe rồi cái lòng tin về niệm Phật quý vị cao. Hồi sáng như Đức nói một câu rằng là cái sự học tập của chúng ta nó kiên nhẫn, rất là kiên nhẫn. Nên ngày nào những Đức cũng đọc những cái công đoạn mà của chư tổ sư, quý vị nghe chừng vài năm sau thôi, cái lòng tin quý vị nó kiên cố dữ lắm luôn. Từ khi quý vị không tu thôi, chứ quý vị mà niệm Phật rồi là chắc chắn lòng tin quý vị sẽ kiên cố dữ lắm. Những Đức bây giờ đối với tịnh độ là lòng tin kiên cố lắm. Nếu mà những Đức không tu là những Đức nghỉ tu, chứ không có nói cái chuyện mà những Đức chuyển cái pháp khác. Không tu là nghỉ tu, chứ không có nói cái chuyện mà tôi bỏ pháp môn tịnh độ mà tu pháp khác. 100% luôn. Vì sao? Cái pháp này là cái pháp đại thù thắng mà. Mình bỏ cái pháp này mà tu pháp khác thì từ khi là mình không tu nữa thôi. Quý vị nhớ đó, phải kiên cố cái tâm như vậy đó mới được. Chúng ta còn có 8 ngày nữa là lại Bồ Tát Quán Thế Âm rồi đó. Nó ngày 18 lại bên Đại Tùng Lâm, ngày 19 lại bên đây. Thấy không? Tất cả những phái đoàn xa chúng ta cố gắng đi 2 ngày. Có mấy cô gặp những Đức hỏi thầy, thầy nó tầm vào thứ 3, thứ 4, sao thầy không lùi lại mấy ngày đi?
cho ngay thứ bảy chủ nhật cho dễ. Những đức qua hỏi hòa thượng, hòa thượng ngài trả lời câu cũng hay nha. Hòa thượng ngài nói, ông nói quý Phật tử rằng lại ngay thứ ba thứ tư nó trọng lượng hơn là lại thứ bảy chủ nhật. Ngay thứ ba thứ tư thì mới biết được người nào là người chân thật đi lại Bồ Tát Quán Thế Âm. Tại vì ngày lễ vía của mẹ Bồ Tát Quán Thế Âm mà công việc làm của mình một buổi một ngày đó không lẽ hơn cái ngày lễ vía của mẹ Bồ Tát Quán Thế Âm mà mình dám chuyển ngày luôn, chuyển ngày khác luôn. Từ đó về sau những đức suy nghĩ ra, ô đúng, và thượng ngài nói đúng rồi. Dù là ít người cũng được, nhưng mà vì sao? Cái ngày lễ vía của Phật Bồ Tát mình không nên chuyển, không nên chuyển. Phải làm đúng ngày nó mới đặc biệt quý vị. Mà quý vị suy nghĩ đúng mà. Bởi vì người già góc độ người ta vẫn là sâu quý vị. Góc độ sâu đúng không? Nên thí dụ như hai cái ngày đó là hai cái ngày mà mình khó nghỉ. Thứ bảy chủ nhật vừa nghỉ xong tự tiếp tục với thứ ba thứ tư nghỉ nữa, khó mà làm được mới quý. Khó mà làm được mới quý. Không, nhớ đó. Nên quý Phật tử khắp nơi nơi đừng có nói ô thứ ba thứ tư khó đi quá. Biết rồi. Nếu như chúng ta biết trân quý những ngày đó đi mới đặc biệt đó. Tự mình sắp xếp công việc của mình thôi à. Nó đâu có gì đâu. Nó đi hai ngày đó lại Bồ Tát Quán Thế Âm 1000 lại. Những đức bệnh mà những đức còn hưng khởi cái tâm kịch liệt mà. Quý vị đến lại thôi, những đức sướng đâu có sướng nhỏ được đâu. Đâu có sướng hơi gió được đâu. Còn quý vị ở dưới thì có khi quý vị mệt mệt chút quý vị. Quý vị nhếp 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 môi thôi. Hoặc là quý vị mỏi quý vị ngồi xuống, quý vị nghỉ. Hoặc là quỳ xuống, có khi lại xuống nằm im gu một chút nghỉ mệt. Còn những đức đâu có được đâu. Những đức đứng lên đứng xuống, sướng thì muốn bể cũng họng luôn, cũng phải sướng thôi phải không? Chứ đâu có nghĩ được như quý vị đâu. Vậy mà người ta còn làm mà. Nó quý vị thấy mấy chặng những đức bệnh te tua, những đức lại xong hết trơn đó không? Nên khi mà trong cái pháp hội lễ Bồ Tát Quán Thế Âm đó nha, có nhiều người, đông người, mà những người mà có khi mà ta hư hỏng đồ này kia, nhậu nhẹt bê tha đồ vậy mà ta vô cái pháp hội đó về có khi chuyển đổi đó quý vị. Lạ lắm à. Rồi cái người mà thường giận hờn vu vơ vậy mà khi vô trong cái pháp hội đó lễ gì nhiều lúc nó chuyển đổi cái tâm liền á. Tại vì cái lực mà gọi là đông người đó nó chuyển đổi lạ thường lắm. Có khi cái duyên nó đến lúc tự nhiên nó tu luôn được. Nên nó con cái mà nó mà lại được tự nhiên mình động duyên nó lại được tốt. Như những đức mà mệt mệt qua lại Phật nó mới khỏe đó. Hồi tối lại Bồ Tát Quán Thế Âm với các cháu sáng mai khỏe đó. Hôm qua muốn nhủi đầu luôn á. Lễ có 120 lại mà nhủi 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 đó không? Chết luôn. Vậy mà qua lại sáng qua lễ Phật thờ nữa, bây giờ nó khỏe thấy chưa? Quý vị thấy rõ ràng không? Nói chuyện khỏe mà. Không có mệt đâu. À, bữa nay á, những đức tặng cho quý vị cái máy bấm. Máy mới này nè. Cái hổm cũng có tặng nhưng mà chưa có tặng cái chánh điện. Có tặng cái ngày dưới Quan Âm mà tặng ở dưới nhà ăn. Số người ít, chắc khoảng mấy trăm người. Cái máy này mới làm, mới đem về. Ở trên nó có khắc cái chữ một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng. Cái máy này nó làm lại cái điệu niệm Phật cũng hay. Cái nút bấm nó nhẹ lại. Với hổm cái máy trước bấm nó kêu cụp cụp, cái này bấm nhẹ sờn à. Như Đức nói nó làm lại. Nên quý vị mà xài máy của chùa mình mà về mà máy nào mà bị hư á, quý vị cứ đem lại đây. Để cho những đức điện thoại ở bên nước ngoài, bên những đức kêu người ta phải làm lại. Tại vì sao? Vì cái mặt hàng của chùa mình đưa ra là nó phải tương đối. Chứ nó không thể nào mà gọi là quý vị mà đem về mà xài mà không xài được mà hư mà bị im gu luôn là thua nghe không? Nhớ đó. Thất bại đó. Nên cái máy này bấm rất là nhẹ quý vị. Nhẹ mà tiện lợi lắm. Khi chạy xe hay gì cầm bấm cũng được.
Nhưng mà thôi, chạy xe đừng có bấm. Chạy xe chạy chậm 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 chậm, bấm này đụng ông già mất công. Ông già nói bà tôi chạy xe tôi đi tuốt trong bờ lề, sao bà đụng tôi kỳ vậy? Nói tại tôi bấm số niệm Phật, trời trời bà niệm Phật mà bà đụng tôi. Thấy không? Khi đang niệm Phật á, xe đông quá không tư duy được á. Nên chúng ta thôi, chạy xe đừng có bấm số niệm Phật, nghe niệm thầm thôi. Chùa bên kia có cái ông thầy, ông chở những đức đi. Ông chở những đức đi mà ông cầm máy bấm số, ông vừa chạy xe ông bấm số niệm Phật. Đức nói thôi ông niệm thầm thôi, ông đừng có bấm, ông bấm chút, ông chạy ông đụng vô tường tôi chết queo vậy. Nên niệm Phật là niệm bằng miệng thôi, còn cái lúc chạy xe thôi, cứ niệm bằng miệng đừng có bấm nha. Còn mình ngồi thì mình bấm được. Nhưng mà cái máy này tiện đó quý vị. Vì nó có niệm Phật á, nhớ nè. Cái máy này khi mà xóa số của nó, khi bấm mà xóa số nha, thì quý vị nếu ai mà một chút mà được tặng xong mà xài, lấy một chút đi xuống nhà ăn lấy ra đi, rồi xài thử cái nào, người nào mà chưa biết xài á, thì hỏi quý thầy quý cô mình dưới nhà ăn á, chỉ qua một lần luôn cho biết nha, để không biết á. Rồi cái máy này là chúng ta sạc pin luôn, sạc pin luôn nha, nó không phải dùng pin ấy mà sạc luôn. Khi mà xóa là ngay cái nút tròn mình bấm, và cái nút kế một bên ngang qua đó có cái nút nữa, là chúng ta phải vịn nó một chút, khoảng 5 giây nha. Chứ không phải vừa vịn cái buông ra, vừa vịn cái buông ra, nói trời ơi xóa không được. Không phải. Mà vịn nó, vịn hai nút một lượt, chịu lại khoảng 5 giây là tự nó xóa. Nó xóa cái số mà mình bấm một ngày á. Thấy không? Là phải vịn ngay cái nút tròn và vịn ngay cái bên, chịu lại khoảng 5 giây rồi là xóa liền. Còn muốn mở niệm Phật lên thì cái nút biền bên nè, chúng ta vịn nó khoảng mấy giây đó, rồi bắt đầu là nó phát niệm Phật luôn. Rồi mình muốn chọn bài thì mình cứ bấm cái bìa của nó thì mình chọn bài niệm Phật, rồi vừa bấm số vừa niệm Phật theo luôn cũng được. Còn quý vị mà không bấm nó thì trong vòng khoảng một phút là tự nó ngưng niệm Phật liền, nó giữ pin á. Rồi quý vị bấm lại là tiếp tục nó niệm Phật liền. Còn quý vị niệm Phật thì nó niệm Phật hoài luôn. Quý vị bấm là nó niệm Phật hoài luôn. Còn quý vị không bấm nó thì trong vòng một phút là nó tắt niệm Phật. Cái máy này là nó vậy đó. Nghĩa là cái máy bấm số mà niệm Phật là những đức chưa thấy luôn à. Nó cái máy bấm số mà niệm Phật là chưa thấy. Cái máy bấm số bình thường thì có. Mà cái máy này mà bên ngoài mà nó mà bán chắc mắc lắm quý vị. Không có rẻ đâu. Những đức thấy cái máy bấm số niệm Phật mà nhỏ nhỏ giống gì mà nó không có niệm Phật. Mà cái cô kia cổ tặng những đức hỏi cô mua cái máy này bấm số này là nhiêu tiền, cô nói mua 250, không có niệm Phật mà 250 ngàn. Trong khi cái máy này những đức mua có 110 ngàn thôi, tại gốc chính của nó không tới 110 ngàn đâu, 108 ngàn hay 7 ngàn gì thôi, mà những đức đưa ra 101 luôn á. Thì quý vị biết rằng là ở ngoài nó bán mấy trăm ngàn cái máy này nè, bán mắc dữ lắm. Nó cái đèn năng lượng những đức nó đưa mấy lần luôn mà những đức không có chịu á. Những đức đặt cái đèn năng lượng hình như là nó chỉ có 100 mấy thôi, mà ở ngoài đèn năng lượng là đố quý vị mà đi kiếm mua cái nào bằng 100 mấy chục ngàn á. Mấy trăm ngàn cái không á, đèn năng lượng á. Vậy mà những đức đặt tại gốc là rẻ. Nên á, cái mặt hàng nào mà những đức mà đưa ra thì kể như là rồi xong, mặt hàng đó thị trường không có đưa ra được. Nghĩa là tại vì sao? Vì mình đưa ra cái giá cho Phật tử người ta dùng mà, chứ đâu phải chùa mình lờ lớn gì đâu quý vị. Dù có lờ lớn gì đi chăng nữa cũng là nuôi bà già mà. Chứ làm gì đâu, 600 bà không, chùa mình bây giờ nghĩ là hay quý vị, nghĩ là hay thiệt. Những đức nói công nhận hay thiệt. Quý vị biết rằng hàng Phật tử quý vị đi tu, quý vị để ý đi, quý vị mà đi đến gặp một vị thầy nào, trước nhất là cái lễ đầu tiên là cái gì? Quý vị phải cúng dường tiền. Thí dụ như có cái dĩa để cái bao thư lên, quỳ xuống tác bạch vài câu cúng dường cho quý thầy.
Cái lễ đầu tiên, cái đó là hình như là nguyên tắc cái lễ quý vị. Quý thầy không có kêu như vậy, mà hình như là phần nhiều là như vậy. Chùa mình đặc biệt ngay cái chỗ gì quý vị? Chùa mình những đức hướng dẫn mấy năm nay nó thành ra một mô hình luôn quý vị. Là tiệc đó không có luôn. Không có luôn. Là giết rồi bây giờ nó trở thành mô hình kính luôn quý vị. Đặc biệt thiệt là không có luôn. Không có luôn. Lúc trước chùa mình mà cái tuần chủ nhật này nè, người ta cúng dường mà thùng phóng sanh cho những đức không, mà trang trải một tuần vậy đó, thì chắc họ cúng được những đức điếm ra chắc được khoảng 100 triệu quý vị. Ngày chủ nhật này nè, những đức trang trải một tuần mà không đủ đâu. Nhưng bây giờ lúc này năm nay dịch bệnh rồi cũng khó khăn, thì cúng dường được 50 triệu. Này là nói thật á. Còn một ngày một tuần như vậy là những đức không có ai mà cúng dường. Tại vì những đức đã đưa quy tắc vậy rồi, ai gặp những đức cũng không cúng dường vậy đâu. Mà quý vị coi chùa mình vẫn là sung túc đầy đủ. Lạ ghê luôn. Nó không chạy chỗ này đến, nó cũng chạy chỗ kia đến. Công nhận là cái phước nó lạ thường vô cùng ghê luôn. Phải tin quý vị ơi, phải tin luôn. Hồi nãy những đức đang ngồi trên kia, tự nhiên có ông cụ ông nói: Thầy sắp sửa vía Bồ Tát Quán Thế Âm rồi, con tặng thầy cái khăn. Những đức nói cái khăn tự nhiên buộc lum la. Đức kêu chú Kiệt mở ra giùm, trong đó có 4 khâu vàng. Già thấy cũng chắc cũng nghèo mà để dành. Quý vị biết không, cái tâm chân thành không. Có những người mà người ta cúng dường những đức là người ta không dám đưa. Người ta gói nào là trong bịch xà bông, nào là cái này cái kia vậy đó. Nhưng mà những đức ai mà đưa những đức cái gì là những đức phải coi qua hết. Không dùng những đức cũng coi qua 1 lần. Tính những đức là như vậy, không bao giờ những đức vứt, không bao giờ những đức bỏ. Những đức đều coi qua, không dùng những đức cũng coi qua 1 lần. Tính những đức là vậy đây. Nên có những người mà hồi đó có một lần cái cô đó, cô để trong đó một bịch vàng mà cô để ở trong cái xà bông ấy, cái vỏ xà bông. Như ai thì người ta nghĩ đây là xà bông, thì người ta để bên thí đại. Nhưng những đức gì, những đức kia, mấy chú mở ra coi trong đó vàng không. Nó rõ ràng quý vị biết rằng cái phước niệm Phật nó đặc biệt lắm. Cái xã hội bây giờ quý vị làm ăn cũng khó lắm. Đến tu được rồi đừng có miễn cưỡng cúng dường. Làm sao mà niệm Phật an lạc sống tốt mà được. Cuộc sống mà người nào cũng có phước thì người nào cũng có cơm ăn thôi, chứ không có cần bận tâm nặng nề chi. Nên quý vị cố gắng niệm Phật nha. Đây là công đoạn trong kinh quý vị. Có một đoạn kinh văn mà Đức Phật Ngài nói pháp niệm Phật cho vua cha nghe. Những đức đọc nguyên văn cho quý vị nghe nè. Kinh Bảo Tích nói: Phụ vương Tịnh Phạn đảnh lễ dưới chân Phật, một lòng chấp tay bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, làm sao tu hành để được đạo của chư Phật? Đức Phật đáp: Tất cả chúng sanh đều là Phật. Nay phụ vương nên niệm Phật A Di Đà ở thế giới Tây Phương, thường siêng năng tinh tấn thì sẽ được đạo của chư Phật. Đây là nguyên văn trong kinh đó quý vị. Mà động văn này rất hay. Đức Phật phiên vua cha cũng như là phiên mình, còn phiên thêm câu là nên siêng năng tinh tấn. Vua cha thì chắc chắn là tinh tấn rồi, nhưng chắc Đức Phật nghĩ sau này chúng sanh giải đãi quá, nên mới nói thêm câu là nên siêng năng tinh tấn. Biết niệm Phật rồi nhưng phải siêng năng tinh tấn chứ đừng có giải đãi. Đừng có niệm chút mà ngủ gà ngủ gật rồi đi ngủ luôn. Nên siêng năng tinh tấn ha. Đức Phật phiên thêm câu hay. Mà đoạn kinh văn này rất xác thực quý vị. Mà vua cha kính lễ năm vóc sát đắc,
Đức Phật nói pháp môn Tịnh Độ, phiên vua cha niệm Phật. Đây là đoạn kinh văn trong kinh Bảo Tích Phật dạy. Nên chúng ta sanh trong thời mạt pháp này, Đức Phật đã nêu lên rằng là thời mạt pháp nhiều người tu hành, nhưng những người không tu pháp môn Tịnh Độ thì không có được một người thành tựu, không có người nào hết. Nhớ, duy chỉ có những người niệm Phật thì đời này mới có thể được giải thoát. Nên quý vị để ý nè, ngôi chùa nào mà chuyên tu Tịnh Độ là ngôi chùa đó hưng khởi, thì coi đúng không? Ngôi chùa nào chuyên tu Tịnh Độ, chuyên niệm Phật, hướng dẫn đơn giản cho người tu được, thì ngôi chùa đó hưng khởi. Lúc trước những đức mới xuống dưới đây, chính là có những anh em đi cùng với những đức luôn. Mấy ông nói nè, trong đây không phát triển được, không phát triển được đâu. Một là xung quanh khu công nghiệp, người ta vô đây ở ta sợ lắm, ta không dám ở. Rồi trong đây nó cách mặt đường gì, ai chạy xe vô đây làm gì? Quý vị thấy đường ngoài này toàn là xe hàng, xe này xe kia nó chạy chở đồ ầm ầm. Tuốt vô trong đây ai mà biết vô đây. Họ nghĩ rằng không phát triển và ở đây không ai chịu vô đây ở đâu. Quý vị biết rằng ở đây bây giờ nha, người ta vô đây cộng tu những đức đều đưa qua bên kia. Quý vị biết chứ không vô đây ở hả? Đi qua đây ở không á, những đức phải đưa qua bên kia. Tại đạo tràng bên kia đạo tràng mới, nên vô đây ở những đức phải đưa qua bên kia để đạo tràng bên kia nó ấm áp. Rõ ràng cái nơi nào niệm Phật là cái nơi đó nó hưng khởi, mà người ta lại thích ở cái nơi đó đó. Thích ở cái nơi đó, ta thích vậy đó. Nên nó tất cả các ngôi chùa, nếu vị chủ trì mà chịu hướng dẫn người ta niệm Phật, cái pháp môn niệm Phật này đặc biệt ngay cái chỗ này nè quý vị. Cái vị chủ trì này đừng bao giờ nghĩ rằng ông thuyết pháp không được. Họ những đức còn chia sẻ Phật pháp được mà làm sao họ thuyết pháp không được? Những vị chủ trì là đều học qua cái nghiệp vụ chủ trì hết rồi. Ta học qua hết ta mới làm chủ trì được. Ta học được cái nghiệp vụ chủ trì rồi làm sao mà không thuyết pháp được? Đừng bao giờ mà coi vào trong kinh mà thuyết pháp cao siêu thì mình thuyết không được. Mình chỉ cần nói trong cái cuộc sống hàng ngày, cái đạo đức làm người từ nơi đó nó phát triển lên từ từ. Tại vì con người chúng ta nó, cái căn cơ mình nó thấp, nên mình phải nói thấp. Rồi từ từ rồi mình hướng dẫn người ta nghe được, người ta lợi ích, người ta đến với chùa mình. Chứ nói cái chuyện thuyết pháp thì cái chuyện này nó cao siêu quá. Chúng ta nói chia sẻ đi, chúng ta nói chia sẻ Phật pháp đi. Chia sẻ giống như mình có món ăn ngon, mình chia cho người ta một miếng cho người ta ăn, cái gì đâu khó. Giống như ổ bánh mì to quá, mình ăn không hết thì mình cắt ra làm 4 người miếng ăn. Đó, nó chia sẻ Phật pháp là gì đó. Phật pháp là món ăn ngon, đúng không? Món ăn ngon không thể thiếu trong cuộc đời mình. Vì nhờ có Phật pháp mà mình mới có niềm vui, và nó mới hóa giải được nhiều cái thứ bận tâm trong cái cõi lòng của mình, thấy không? Nên đây là gọi là món ăn tinh thần đặc biệt, còn hơn là một cái món đồ ăn ngon. Tại món đồ ăn ngon mình ăn vào có khi ăn nhiều quá, có khi nó còn bị sình bụng, thấy không? Nhưng Phật pháp quý vị ăn nhiều không bao giờ bị sình bụng. Niệm Phật mà niệm nhiều không bao giờ bị sình bụng. Niệm Phật nhiều ăn cơm còn ngon nữa. Nên không sình bụng mà ăn cơm còn ngon, mà tinh thần còn vui vẻ và tâm trí còn sáng suốt. Cái người niệm Phật quý vị dù là bị bệnh đi, con người quý vị cũng tinh thần bình thường, thân bệnh nhưng trí tuệ bình thường, không có bị ảnh hưởng gì hết. Nó không có trạng thái của bệnh. Nó không phải là cái người bệnh bình thường mà nó rên rỉ và nó mệt mỏi, nó nằm mà gọi là giật giờ giật dưỡng kỳ cục, không phải đâu. Mà cái người mà niệm Phật mà bị bệnh, quý vị biết người ta nằm hay người ta ngồi, người ta cũng niệm Phật. Niệm Phật bình thường mà. Mà cái người mà niệm Phật khi người ta bệnh, ta dễ tính lắm nha quý vị. Rất là dễ tính. Bị bắt ta ngồi sao ta ngồi vậy, bị bắt ta nằm sao ta nằm vậy, cho người ta ăn gì ta ăn, cái đấy dễ tính vô cùng.
cho ăn cháo thì ăn cháo, cho ăn cơm thì ăn cơm, nghĩa là cho sao ăn vậy? Dễ tính gì sau khi người ta bệnh, ta nghĩ rằng gần chết rồi, nên ta dễ tính ăn cho Phật A Di Đà rước người ta về cực lạc chứ. Nên từ nơi đó mà khi cái tâm tính nó dễ rồi, bị bệnh nó mau hết bệnh. Tâm tính dễ, bị bệnh mau hết bệnh. Nên người xưa nói một câu rằng đó, tâm tính khó, người săn hạn buồn giận để trong tâm lâu, bị bệnh khó trị. Tâm tính dễ, ít bao giờ giận hờn người, bị bệnh rất dễ trị. Tại vì sao? Vì bệnh là nó từ cái tâm của mình nó phát xuất ra. Nên cái tâm của mình mà nó dễ tính, cái tâm mình mà nó hoan hỷ tha thứ thì là nó tự quá giải bệnh luôn. Nó tự quá giải bệnh. Mà khi mà mình mà dễ tính, ít bao giờ giận hờn ai, quý vị mang bệnh quý vị thấy thoải mái bình thường. Tại vì sao? Vì mình nghĩ đây là trả cái qua báo, nên mình vui trả cho nó phức đi, cho nó xong đi. Hôm nay chúng ta nói chuyện đến đây quý vị, chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về thịnh độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật Thiên Tòa Tác Đại Chứng Minh. Hôm nay đệ tử chúng con xuất gia cùng tại gia văn tập thầy tu đình hộ pháp, pháp bồ đề tâm, tụng kinh niệm Phật, lễ Phật, phóng sanh và cúng đi thực. Đệ tử chúng con nguyện đem công đức này hồi hướng trang nghiêm Tây Phương Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe điều phát tâm bồ đề, hết một báo thân này sanh về cõi cực lạc. Và đệ tử chúng con nguyện đem công đức này, nguyện cầu an cho Đại Lão Hòa Thượng Viện Chủ và toàn thể đại chúng và gia quyến của quý vị. Nguyện cho tất cả quý vị thân tâm thượng an lạc, gia đình sống luôn luôn hạnh phúc và con cháu ngoan ngoãn, biết nghe lời cha mẹ. Và chúng ta nguyện đem công đức này, nguyện cầu siêu cho cửu quyền thất tổ, ông bà cha mẹ, anh chị em và chư hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, thập nhị loại cô hồn, ngã quỷ, hà sa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị. Nguyện cho tất cả chư vị đều được thừa hưởng những công đức này, đều phát bồ đề tâm niệm Phật để cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Như đặng Phật tự chúng ngà kim tí nhờ cung, từ thực biên thập phương nhất tiết tự cộng, nguyện dị tự công đức vô cập nhất thiết, ngà đặng dự Phật tự giai cộng thành Phật đạo, như đặng ngộ thành chung ngà kim tí cung, từ thực biên thập phương nhất thiết cộng, nguyện dị tự công đức vô cập nhất thiết, ngà đặng dự hộ tình giai cộng thành Phật đạo, như đặng cô hồn chung ngã kim thi cùng, thờ thực biến thập phương nhất thiết cô hồn cầu, nguyện dị tự công đức vô cập nhất thiết, ngà đặng dự hồn giai cộng thành Phật đạo, hán một lực lắm ta bà ha, lăng ta bà ha, án một lục lăng ta bà ha, án ngã ngã nắng tam bà bà bị ra hồng, án ngã ngã nắng tam bà bà bị ra hồng, thiệt nhật ra hồng. Gia trì chú thực diệu già đà, biến thiệu thành đá giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham bồ tát, nam mô xá sanh tham bồ tát, nam mô xá sanh tham bồ tát ma ha tát. Gia trì chú thực diệu gia đa,
biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát gia trì chú thực diệu gia đa, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát gia trì chú thực diệu gia đa, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát ma ha tát. Cô hồn ơi, hương linh ơi, chiến sĩ trận bóng đồng bào tử nạn ơi, hợp nhị loại cô hồn ơi, ô vị cô danh hộ danh vô vị ơi, thai nhi vị nghiệp phá thai ơi, ở phương Tây thế giới an lành, con nay sinh phát nguyện vạn sanh. Từ bi tiếp độ Nam Mô Tây Phương Cực Lạc, Đại Bi A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Mỗi tuần chủ nhật mọi vị về đây á, những người thân mình mà những người mắt chưa siêu thoát, người ta cũng đi theo mình về đây. Chư hương linh vì nghiệp phá thai người ta cũng về đây nè. Mọi vị thấy cái buổi cúng gì nó nhiều đồ ăn lắm. Người ta được cúng gì ta mừng lắm quý vị. Rồi được nghe pháp niệm Phật hồi hướng cho người ta, tâm người ta vui lắm. Nên quý vị về đây lợi ích cho mình mà lợi ích cho người đã mất trong gia đình của mình nha. Nên đây là cái chỗ rất thù thắng. Quý vị cố gắng về mỗi tuần chủ nhật, cố gắng về đây niệm Phật đi. Hay tất cả những người bệnh đồ mà tâm tư người ta buồn rồi đó, về đây người ta nghe pháp, người ta niệm Phật gì phóng sanh nữa, thì cái tâm người ta vui thì người ta hóa giải cái bệnh của tâm người ta. Chỗ này rất là thù thắng. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật Liên Tòa Tác Đại Chứng Minh. Hôm nay đệ tử chúng con xuất gia cùng thại gia văn tập thể thủ đình hộ pháp, phát bồ đề tâm mua các loài chúng sanh này về phóng sanh. Nguyện cho các vị giải thoát thân xúc sanh quy tam bảo, nhất tâm niệm Phật cầu vãng sanh về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà sớm mau thành Phật. Này các loài chúng sanh ơi, các vị đã tạo các vọng nghiệp từ đời vô thủy kiếp đến nay do thân miệng ý phát sanh ra, cha mời chân tâm bản tính nên phải sanh tử luân hồi ra vào sông mê biển nghiệp. Đến hôm nay các vị có nhân duyên lành gặp Phật pháp, được chư vị đồng tu các vị về để sám hối quy y và cùng với các vị niệm Phật A Di Đà để cầu vãng sanh về thế giới cực lạc. Hôm nay các vị quy y Đức Phật A Di Đà được một pháp danh là Diệu Âm, khi vãng sanh về thế giới cực lạc đồng một danh hiệu là Diệu Âm Như Lai. Chúng ta bỏ tịnh tài cứ mua các loài chúng sanh này, đó là tài thí. Khi sanh ở nơi nào chúng ta cũng có của cải đầy đủ, và chúng ta quy y niệm Phật với những chúng sanh này nghe, đó là pháp thí. Chúng ta sanh ở nơi nào cũng được trí tuệ và thông minh. Chúng ta thả những chúng sanh này bay đi, đó là tu hạnh vô ý thí. Chúng ta sanh ở nơi nào cũng được sức khỏe và tuổi thọ kéo dài. Quy Phật không đọa địa ngục, quy pháp không đọa nạn, quy tâm không đọa làm sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy pháp không đọa ngạ quỷ, quy tâm không đọa bàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy pháp không đọa ngạ quỷ, quy tâm không đọa bàn sanh. Chúng ta đồng niệm Phật vỗ tay thả chim nha. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật,
A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Quý vị thấy mỗi từng phóng sanh rất là đặc biệt. Những đức thấy có phái đoàn ghé đến ngay lúc phóng sanh, đây cũng là nhân duyên thù thắng, nên chúc quý vị luôn luôn sống an lạc và vui vẻ nha. A Di Đà Phật.